Giá phân bón trong nước nhất là giá đạm ure, loại phân bón dẫn dắt thị trường, có dấu hiệu giảm nhẹ nhờ nguồn cung ổn định. Tại thị trường phân bón phía Nam, giá ure Cà Mau tại kho trung chuyển Tây Nam Bộ hiện ở mức 12.200 đồng đến 12.300 đồng một ký, giảm nhẹ so với mấy ngày trước. Trong khi đó, giá ure Phú Mỹ đang ổn định ở mức 11.300 đồng đến 11.400 đồng một ký. Giá ure Ninh Bình đang ổn định ở mức 10.700 đồng đến 10.800 đồng một ký, Giá UR Hà Bắc đang ổn định ở mức 10.400 đồng một ký. Đối với phân UR nhập khẩu, phân UR hạt được đục Trunei, phân UR hạt được Indonesia và phân UR hạt được Malaysia đều giảm khoảng 100 đồng một ký và dao động quanh mức từ 10.900 đồng đến 11.200 đồng một ký. Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, hiện Việt Nam chủ động được nguồn phân đạm UR. Nhiều năm gần đây, các doanh nghiệp sản xuất phân bón UR của Việt Nam đã phải xuất khẩu phân bón do dư thừa nguồn cung.